Ok, và hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của mình nhá. Mình là Thầy Di đây và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là Stickman Impostor nha anh em. Và nếu anh em nào thích video này hãy cho mình một like nhá, một comment và một chia sẻ. Nó là động lực rất lớn để mình làm thêm nhiều video hay hơn nữa nhé. Nhưng vấn đề là mình không thể nhận được cái phần quà. Ugos, chúng ta có thể nhận được con này luôn. Oh wow, đồng con Ray anh em ạ. Vấn đề là nó ở đâu? À đây. Mình sẽ bỏ con nào ra? Bỏ con cung ra anh em. Quá hợp lý luôn. Có kiếm sĩ một đấy mà mình có thể lấy thêm một con nữa. Trời ơi, hay sao? Trời ơi là trời. Exploit. Lên nào bạn ơi. Đây rồi. Ok chưa? À, kiếm sĩ gọi là giáp trụ đầy mình. Khỏe thế nhở? Cho hai con orc lên phía trên như thế này. Tấn công anh em ơi. Mình thấy team mình đang rất là gọi là sung mãn, rất là kinh nha. Nó có một con khổng lồ anh em ạ. Nhưng vấn đề là gì, mình có nhận hai con khổng lồ cơ mà. Và khổng lồ của mình là loại cấp cao nhá, không phải loại vớ va đâu vậy. Pháp sư xong rồi bắn cung từ khắp mọi hướng. Ui, khỏe chưa? Khỏe thế nhờ anh em. Xong ấy. Nice, chúng ta sẽ có thể nhận thêm vàng nhé. Mình lấy cái ray thôi anh em ạ, mình không lấy mấy cái thứ linh tinh nữa, chắc chắn là như vậy rồi. Đấy, mấy kia nó tệ lắm, tệ thật sự luôn đấy. Okay. Rồi chúng ta sẽ đợi xíu nhỉ. Yeah. Chúng ta sẽ có tầm khoảng là 11,2k để mở cái kia thì nó sẽ rơi tầm khoảng là 22,4k cơ anh em ạ nhé. Nên ta sẽ đợi khoảng 2 turn là mình sẽ mở được một lần đấy. Và quân của mình nó sẽ mạnh hơn rất là nhiều anh em. Chỉ cần xem quảng cáo mỗi cái đấy thôi là chúng ta sẽ bá đạo thôi. Ui, có bọn sát thủ đằng sau kìa. Điên thật sự luôn. Cứ đến ta phải chạy quay lại. À, hay quá, đội hình mạnh quá anh em ạ. Nguyên cái bọn kiếm sĩ đó gọi là nó bá quá cho trưởng rồi. Ui, game gì đấy? Battle Legion, cái game hay đấy. Game hay lắm anh em. Thế mình sẽ chơi thử xem như nào. Battle Legion 5 4 3 2 1. Ok. Cho tất cả là tầm 22,8k luôn. Rồi. Cho tầm khoảng 38k anh em ạ. Cho được một con cung thủ level 2. Mình có thể cho này ra bớt đây được mà. Cung thủ level 2 này, cung thủ level 3 này, cung thủ level 4 này. Rồi, Archer nâng cấp gọi là đỉnh của chóp rồi. Thôi, tiền đâu ra. Cho này ra anh em ơi. Cho này ra thêm được hai tí nào hai tí đấy, mình có đủ 3 hàng mà, đúng không? Mình chỉ sợ bọn sát thủ đằng sau thôi anh em ạ, chứ có mấy con importer khổng lồ thì không vấn đề gì. Rất nhiều pháp sư nha anh em. Ai à. Mình vừa quân đằng sau cũng đông mà. Bắn cung khỏe dã man. Bắn cung hàng đầu chết méng hết rồi. Thằng bắn cung đầu xịn chết hết rồi anh em. Ai à. Mình cho bọn mình nên sắp xếp lại đội hình một tí anh em ạ. Sắp xếp cái chiến thuật này một tí. Lúc anh nhân 4 sướng thật sự luôn anh em. Tiếp tục là để mở tướng và hy vọng là có tướng mới. Ok. Ok chưa. Hoàn hảo luôn đấy. Sẵn sàng. Chúng ta sẽ open, có thể được cái con này luôn. Có thể được một cái con rất là khỏe luôn. Nhờ, bá đạo phết. Tên.
Ok, rồi chúng ta sẽ mở hòm 8736 và chúng ta tổng có để có thể mở thêm được cái Silver Patch level 75. Ui pháp sư anh em ạ, được đấy pháp sư anh em ơi, pháp sư level 2 luôn. Không được, pháp sư bây giờ có áo choàng hẳn hoi nhá, trông đẹp đấy nhỉ. Cho con này lên như này được, quá ổn nào luôn. Bắt đầu tiến lên nào, quân đội yếu mà. Các bạn là cái quái rồi, chúng tôi quân các bạn đông hơn đấy, nhưng mà ai chất lượng hơn. Khổng lồ mình tăng cơ khỏe quá, của mình anh tăng cơ trâu bò quá. Rồi xong, good game. Mình chơi này thế nha, thích hơn là chơi nếu mà mốt được hết tất cả thứ thì nó ấy quá, nó không vui đấy anh em ạ. Chắc chắn như vậy. Ok. Xong, và chúng ta sẽ có tổng cộng là 11.000 11,8k anh em nhé. Đấy. Chúng ta tiếp tục là mở ra. Lại là cung à? Đùa tôi à? Trời ơi, lại là cung anh em ạ. Là mấy con cung yếu quá, cảm giác là nó khá là sida nhỉ. Tấn công, tấn công, tấn công, tấn công. Tên chém nó. Như thế này thì làm sao mà đỡ được đây cơ. Còn lại mấy thằng bắn rất là gớm à, ở phía sau. Chết. Chúng nó có nhân thêm 4 nữa anh em ạ. Rồi, chúng ta xong rồi anh em. Đấy. 12k cộng với hơn 1k nữa thì mình có thể lấy được thằng khổng lồ này. Có cơ hội thôi, thật ra là tỷ lệ nó khá thấp. Không quá cao. Đúng không? Ba, hai, một, ok. 9.000 vàng luôn anh em, không đủ. 20, bây giờ tầm khoảng 22,4 hay 24 nhỉ, không có gì lắm. Ui, hai impostor khổng lồ, khổng lồ này là khổng lồ bình thường, đánh nhau rất hợp lý luôn, cung không lên quá cao. Chính xác là cung không lên quá cao anh em ạ. Chết hết lính rồi. Bây giờ là cuộc chiến giữa cung và impostor, giữa thằng khổng lồ. Thằng khổng lồ mà thắng thì thua thắng, còn thua thì là thua. Thắng rồi. Thách ăn được luôn đấy. Bọn nó cũng khỏe lắm anh em nhỉ. Bọn nó rất là trâu. Nhưng mình thắng rồi anh em. Rồi chúng ta sẽ kêu nhé. Xin chào anh em nhé.